ghép mà chỗ ra là phải có hoa sẵn luôn. Đây là những cây điều mà ghép chưa được một tháng mà đã có hoa rồi. Bởi vì thường thì những cái hoa này, những cái hoa này thường hay hỏng đúng không? Không, cái hoa này là mình nó ra như vậy mình ngắt bỏ. Đúng rồi, tôi đỡ bạn. Mình ngắt bỏ cho nó nuôi cái thân nó. Nếu mà lớn đây mà mình để nó vẫn có hai quả đấy. Nhưng mà mình ăn hai quả đó xong là cây nó chết. Đó. Nhưng mà mình không ăn. Nó vẫn còn non. Nó phải mà năm đầu mình bỏ đi. Mình ngắt bỏ. Năm đầu các bác có trồng á thì các bác thấy bông ra thì bác ngắt bỏ. À, năm đầu là không, tốt nhất không nên để quả. Đó. Năm đầu tốt nhất là mình, nếu mà mình muốn ăn lâu dài cho cây khỏe, năm đầu mình ngắt bỏ bông nó đi. Năm sau quả nó rất là nhiều. Nó phát triển ra to cây rồi. Để cho nó cứng nhiều. Cây thì mình nên mới để quả. Là ra năm thứ hai là các bác tha hồ ăn quả. Thế thôi, mà cứ một gia đình trồng mấy cây là ăn hơi nhiều ấy nhỉ. Gốc này nè. Gốc mà to. Gốc này các bác trồng lên rất mạnh các bác ạ. Đây là những cây trội đúng không? Đúng rồi. Này mình phải cho người lật cái bao cái tờ nắp này ra đi để cho cây nó xịt. À, tóm lại bây giờ là phải vặt đi, vặt những cái chồi. Mình phải vặt đi vậy cho nó. Vâng, cho vâng. Nó phát triển. Chứ để nó còn tốt hơn cái mầm ghép. Nó lại nuôi mấy này trước. Mà vô hình dung là chết cái mầm ghép. Đúng. Này là mình phải ngắt nó đi, nó nuôi cái này trước xong mới lên tới cái ngọn. Mà cái ngọn chắc chịu không nổi đâu, nó ăn hết rồi.